Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch này. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài tấn lộc và tự hành thông. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 6 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 6 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực và nhất là vấn đề kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế cùng với cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng cũng đừng vì thế mà những quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và chúng tôi tin rằng sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng chính là con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 6 âm lịch này vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top của những con giáp giàu có sung sướng trong năm 2022 nhâm dần. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 6 âm lịch này sẽ diễn ra như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem nội dung phần luận giải chi tiết đến từ thầy Gia Cát dành cho tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm Bạch Lạc Kim, họ là người trọng tình trọng nghĩa và trọng chữ tín, đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang, họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích ứng được. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính cách hướng ngoại, sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi sôi động, náo nhiệt và vui nhộn. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự, trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Vận thế của những người tuổi Tân Tỵ có những bước phát triển tích cực trong tháng 6 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ dàng đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có bước tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không mong muốn với bạn đời, hoặc là bạn gái của mình, người thương của mình. Và nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những ai đang có công việc ổn định, bạn sẽ hoàn thành rất tốt trọng trách mà cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra, quý nhân vận vượng đương lúc còn giúp bạn nhận được sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hay bại cái chính vẫn dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Gia chủ cần mạnh dạn tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến. Nhưng bạn vẫn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng. Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Hãy học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với người đang đi học hay có ý định học lên cao, cần tập trung nghị lực. Đừng để áp lực tài chính hoặc là rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi dự báo tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn từ quý nhân để tìm ra con đường phù hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Cần chú ý rằng, trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù là nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi, rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy, bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tử nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì quá đáng lo ngại, vì vẫn đang ở trong độ tuổi ăn tuổi lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên, vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại, giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Với những người đã đi làm, không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân đặc biệt là nữ mệnh vượng đào hoa và có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý, càng chủ động tạo cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc và nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn đang trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm Kiếm Phong Kim.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Tỵ 2001 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!